Đức Tuấn xin chào quý vị, chú bác và anh chị đã quay trở lại với video kế tiếp của kênh Tây Bắc Nghệ An nhé. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại khu di tích lịch sử núi Dinh mọi người. Và không để mất thời gian của quý vị chú bác thì bây giờ thì mình vào bên trong quay xem có những gì đặc biệt gửi tới quý vị chú bác nhé. Ở đây có tịnh xá Ngọc Sơn mọi người, đẹp lắm. Nói chung là người ta hay có thờ tượng à, đây là thần rắn đó mọi người. Này đẹp ha, rộng rãi. Chứ trên này có Phật à. Nói chung là cảnh quan ở trong này thì yên tĩnh mọi người. Đây là cái đường lên ở trên lên tham quan ở bên trên đó mọi người. Xíu nữa mình sẽ hạt lên bên trên nhá. Mọi người. Còn đây là cái gì đây? Khu di tích lịch sử. Khu căn cứ núi Dinh. Cảnh đẹp lắm mọi người, phải nói là quá yên tĩnh nha. Nó bị ngược ánh sáng mọi người, nên là hơi tối mọi người thông cảm nhé. Nó ngược ánh sáng quá, hơi bị tối. Và bây giờ thì mọi người cũng lên núi mình nhé. Xem, trải nghiệm xem có những cái gì ở trên núi ha. Không biết là có xa không mày. Tuyệt vời quá mọi người. Để trên là cái này. Tháp này, bảo tháp này. Tiếp tục lên nào mọi người. Wow, trên này có cái chữ. Nó khắc cái chữ gì đây mọi người? Mình leo này giờ mà mới được một nửa đường đó mọi người ạ. Phải nói là cảnh quan của rừng núi à, và khu di tích quá yên tĩnh luôn và đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Ở trên này là có những cái hầm trú ẩn đó mọi người. Nhưng mà mình không lên đến được, mệt quá. Bây giờ mình sẽ lên chỗ điện Tam Quy Phật Quan Thế Âm này, đài Quan Âm mọi người. Nhưng mà mình mới leo được nửa đường thôi mọi người nhé. Tiếp tục nào, cao quá mọi người ạ. Chào cả nhà. Đẹp không anh? Lên trên nó luôn hả? Đẹp quá mọi người. Phải nói là quá trình leo núi cũng không uổng công mọi người ạ. Lên đến này thì cảnh quan trên này rất là tuyệt vời mọi người. Này, các nhà chùa, kiến trúc của nhà chùa người ta xây dựng chỗ nào cũng đẹp mọi người. Ở trên này là đài của Quan Âm mọi người nhé.
Thì bây giờ thì mình sẽ lên bên trên và review cho mọi người xem tiếp nhá. Có những gì là đặc biệt mà mọi người không có chưa có thời gian để đến nhá, thì mọi người mình hãy vào xem video của mình nhé mọi người nhá. Nào, lên nào. Cao quá. Cao vút luôn mọi người ạ. À, nóng. Phải nói là mà nó là tuyệt vời luôn mọi người. Chùa đẹp quá. Kiến trúc quá đẹp luôn. Mà nói ở đây mà nhìn vào bên chân núi Thị Vải đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Trời trong xanh biếc luôn ha. Trên này tự nhiên là có những cái khối đá thật là tuyệt vời luôn. Mình sẽ lên bên trên nữa mọi người nhé. Bên trên đài Quan Âm xem mà có gì đẹp hơn nữa nhá. À, trên đây là có đường xe của du khách người ta đến nữa mọi người. Ở đây có cái lối đá lối lên chỗ đài này. Đây này đẹp quá. Đường xe của du khách người ta sẽ đến cái kia mọi người. Ở trên này là núi đá không à. Mình sẽ lên trên này và mình làm lễ mọi người. Mình đã lên đến điện Quan Âm nhà mọi người nhé. Cao lắm mọi người. Ở trên này nhìn là rất uy nghi mọi người. Ở trên này nhìn là xuống ở bên dưới nhìn đổ sộ lắm mọi người. Cảnh quan bên dưới rất đẹp. Rừng cây này rất yên tĩnh mọi người. Mình sẽ xuống bên dưới này mình quay chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Giờ này cái đường xuống mọi người này nhỏ xíu xíu. Thích mọi người, nói chung là với mọi người không biết sao nhưng mình thì thích cảnh chùa nó yên tĩnh yên lặng tuyệt vời luôn. Và lại có cái đá này các bạn này, Phượng Huy, Phượng Huy đẹp quá. Xa xa bên kia là cảng Cái Mép nha mọi người nha. Ở bên kia là cảng Cái Mép nhé. Cảnh nó là đẹp mọi người. Cảnh ở bên dưới mọi người. Chóng mặt quá, nhìn được nhìn độ cao mình hơi sợ, sợ độ cao đây là nhìn thấy chóng mặt quá. Đây là tượng Phật Di Lặc mọi người. Đẹp quá. Giờ có lẽ mình xuống rồi mọi người. À nóng.
cũng là thiên nhiên mọi người, mỗi nơi có mỗi cái vẻ đẹp riêng à. Tự nhiên có cái khối đá này mọi người, đây là đá nha mọi người nhá, chứ không phải là người ta tự tạo nhá, đá nguyên khối, đá tự nhiên luôn mọi người. Ngôi chuồng đó, nhưng hòn đá rất chỉ là đẹp mọi người. Đây này mọi người, đẹp mọi người. Rồi bây giờ sẽ lên hang điện sư tổ. Hoành tráng lắm mọi người. Có những cái cột đá này mọi người này, mọi người xem này, có những cái trụ đá này rất là tự nhiên này mọi người, nói chung cũng phải chỉnh sửa một chút mọi người. Quá đẹp rồi hả? Thân ái chào mọi người nhé, có lẽ mình cũng xin tạm dừng video tại đây thôi mọi người. Xin kính chúc cô dì chú bác và mọi người bình an và mạnh khỏe nhé. Hẹn mọi người vào những video kế tiếp nha mọi người. Hoành tráng quá mọi người.